của Hà Sam đã từng là một đầu bếp nổi tiếng. Wow. Thế nhưng mà ấy, do run rủi thế nào ấy, thì bây giờ Hà Sam lại không nối nghiệp ông mà trở thành thợ xây các bạn ạ. Thế nhưng mà không, bây giờ ấy, Hà Sam đã nghĩ lại rồi, Hà Sam sẽ quyết định lên thành phố xa hoa để làm đầu bếp các bạn nha. Thế nhưng mà ấy, Hà Sam quá vụng về, toàn làm rơi làm đổ làm vỡ thôi. Vì thế mà Hà Sam quyết định là sẽ mở một tiệm nho nhỏ hơn. Và nếu các bạn ấy yêu thích cái công việc đầu bếp mới này của Hà Sam, muốn Hà Sam làm thật tốt cái công việc này, thì hãy thả cho Hà Sam một like đi, để Hà Sam ấy có thêm thật nhiều động lực cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ đầu bếp này nha. Wow, ông nội của mình nè các bạn ơi. Vâng, ông, cháu sẽ quyết làm thật tốt công việc này. Cháu hãy cố lên nhé, làm đầu bếp chính rồi cháu sẽ được vinh quang. Wow. Ông hướng dẫn mình nấu thịt luôn. Ok, nếu mà khách cần hamburger thì mình sẽ lấy thịt cho vào lò nướng. À không, rán thịt chứ. Ơi, thời gian đã xong thì mình lấy thịt nè, kẹp với bánh mang ra cho khách. Oh yeah. Và lấy tiền. Ôi, bây giờ mình sẽ pha một cốc cà phê để cho khách mà đến thì mình đưa luôn. Rồi nha. Cầm cốc cà phê nè. Nhưng mà cái anh này muốn uống nước cam. Tôi xin lỗi nhá. Thế thì mình sẽ đổ cái cốc cà phê này đi các bạn nha. Ok, phát nè, rồi lấy nước cam. Đấy các bạn ơi, công việc đầu bếp bên nó cũng khá là đơn giản thôi. Lấy nước cam này đưa cho khách đã xong. Cái bà này đến. Bà này cần khoai tây chiên. Ok, yeah. Đấy các bạn thấy không, bây giờ ấy, ui, tiền quá nhiều tiền. Yo, quay bây giờ mới khách đông này các bạn ơi, rồi wow, khách nườm nượp luôn. Ui, lại còn chụp ảnh cửa hàng mình nữa. Cái bà này là cần cái gói này mình cho trước. Ý rồi, yeah, bye bye. Rồi lấy tiền nè. Ui, cháy rồi các bạn ơi. Ôi mày quá, chém nữa là cháy rồi. Nước à, ok nha. Đưa gói này cho cái bạn này trước nè. Rồi bạn đợi mình một tí nha. Bạn cần khoai tây chiên. Khoai tây chiên của bạn đây. Bánh cho vào nướng đã. Lấy nước cho vào bạn này. Oh yeah. Ôi tiền nè. Rồi bạn ơi. Ui bạn gái kia cần gì đây? Một gói này nè. Một gói này cho bạn đấy nè. Một cái cốc nước cam cho bạn đấy luôn. Oh yeah. Đợi tí nha. Nước cam gần được rồi này bạn ơi. Rồi nước cam của bạn đây. Wow, tôi chết rồi các bạn ơi, mình quên mất là mình đang làm hamburger. Cái hamburger này á phải đổ đi các bạn ơi. Rồi lấy lại cái khác này cho vào đây nướng. Rồi gói này cho vào khách nè. Ok này, lần này mình phải chú ý hết sức nha, không được để cho hamburger bị cháy. Ok, lấy. Yeah. Ui. Wow, mình được quá nhiều tiền luôn nè. Yeah. Rồi, ok. Ui, hú hồn luôn các bạn ơi. Cháu à, có vẻ cháu hơi bận đấy. Cố gắng tập trung tinh thần nhé cháu. Vâng ạ, ông cứ yên tâm ở cháu. Rồi, ngày làm việc thứ hai này các bạn ơi. Wow, bạn này là uống cà phê, mình sẽ lấy cà phê. Còn bạn kia, hamburger. Trời ơi, cái món này nó hay bị cháy lắm nè. Nên là mình phải canh thời gian cho nó cẩn thận nha các bạn nha. Ok, đã xong. Hamburger nè. Khoai tây chiên cho bạn thứ ba. Ok, yeah. Lấy tiền. Đồ. Bạn này cần gì đây? Bạn này lại cần cả bánh hamburger. Và cái gói xanh xanh này là gói gì? Gói khoai tây chiên các bạn ơi. Rồi nha. Rồi. Yeah. Đưa cho cái bạn này gói khoai tây chiên. Ui, hamburger tí nữa lại cháy luôn các bạn ạ. Ok nha. Xong rồi. Các bạn thấy mình ấy tiếp khách ấy đúng không? Nhưng mà lại rất là nhanh đúng không? Lấy tiền vào đã. Rồi, khoai tây chiên cho bà nè. Gói này là gói chip. Ok. Hamburger. Ui, tí nữa thì quên mất. Ok, gói này cho bạn này. Nước nè. Hamburger sắp được rồi các bạn ơi. Rồi, yeah. Làm bánh đưa cho cậu này luôn. Đấy, yeah. Đấy, yo. Wow. Mình
mình á. Ôi ơi, mình vẫn còn rất nhiều thời gian các bạn ơi. Ok. À, khoai tây chiên nữa. Khoai tây chiên nè. Bye bye. Yeah. Hôm nay thì mình đã tiếp được 8 vị khách luôn các bạn ạ. Nhưng mà mình tiếp xong tất cả các vị khách đấy mà mình vẫn còn rất nhiều thời gian. Ôi, bởi vì sao? Bởi vì mình làm quá là nhanh tay luôn. Rồi, tiếp đi ạ. Wow, bây giờ có một cậu khác đến. Ui, cái cậu này ăn vụng nè các bạn ơi. Bây giờ cậu đấy đến muốn làm gì đây? Hình như là cậu đấy xin việc thì phải đấy. À, bây giờ cậu đến là để giúp đỡ mình. Ok, xem là mình cần cái gì đây mà. Oh yeah nha. Oh, wow. Khách hàng nhà mình cũng vẫn đông các bạn ơi. Rồi, bây giờ mình đã có thêm người làm rồi nè. Yeah. Rồi, để xem ý, lần này nhá, khách hàng cần gì. À, khách hàng cần hamburger nè. Ủa, nhưng mà hamburger còn lát cả thịt cơ các bạn ơi. Rồi, ui, cho hamburger đây, cho thịt ra đây. Yeah, wow, cái cậu kia ấy, cậu đấy giúp đỡ mình luôn. Bây giờ lấy cái này đưa cho khách hàng. Yeah, đúng rồi, yeah, rồi còn lại lấy tiền nha. Mình đã biết cái cách làm của bánh hamburger chứa rất nhiều thịt rồi. Ok, nước cho ra đây, bánh này cho ra đây. Cái cậu này cậu đi làm đi chứ cậu cứ đứng mỗi xem tôi thái thịt à. À không, cậu thái thịt à? Thì tôi chỉ biết thái thịt thôi mà. Ok, được rồi, nước nè. Cậu cứ đứng đấy. Ôi, cậu ta ấy còn múa may quay cuồng nữa cơ. Nếu mà nhờ cậu ta ấy mà làm những cái khác thì chắc chắn là mình không thể làm được cái gì khác nữa các bạn ạ. Rồi, lần này có 5 vị khách nữa nha. Thế nhưng mà thời gian của mình đã sắp hết rồi nè. Cháy tí nữa thì cháy thịt luôn. Rồi, đưa ra đây cho cậu đấy thái nè. Rồi, sau khi là cậu đấy đã thái xong. Ôi, lâu thế, ok. Rồi, đã xong, sau khi thái xong thì mình để ra đây. Yeah, rồi nha, tiền nè, vẫn phải lấy tiền nè. Oh yeah, wow, mình còn 3 người nữa cơ các bạn ơi. Nước à, nước, ok. À, bánh nè, hamburger. Ôi, mình chỉ còn 1 phút nữa thôi các bạn ơi. Đưa sang đây này, nước này đưa sang đây luôn. Ok, xong. Đưa sang đây cho cậu ta thái thịt nào. Nhanh lên chứ, sắp hết giờ rồi đây nè. Ok. Ui. Xong rồi các bạn ơi. Không biết là Hà Sao có kịp không đây. Ai, tôi chết rồi, nhầm rồi các bạn ơi. Wow, chết rồi, nhầm rồi các bạn ơi. Tôi chết rồi, các bạn biết thì sao không? Hà Sao cứ nghĩ là vị khách kia lấy thịt nhưng thực ra không lấy thịt. À, em ơi, mình sắp hết thời gian rồi. Ui, khách đang phàn nàn rất là nhiều đây. Mẹ ơi, không biết là có đủ thời gian nữa không ta. Trời ơi. Mình sẽ lấy kẹo cho khách để cho khách tràn ngập niềm tin với mình. Khách bây giờ đang bực mình lắm rồi ấy. Oh yeah, đã xong rồi. Yeah. Wow các bạn ơi, vậy là trong tất cả các đầu bếp ở thành phố này thì bây giờ Hà Sam đang đứng thứ 3 rồi ấy nè. Yeah. Rồi, lần này là có 10 người các bạn ơi. Ôi, hi, để xem cái cậu này có thể làm được cái gì nha. Nước thì cứ từ từ đã, anh đừng lo lắng. À, tí nữa là tôi sẽ mang nước cho anh luôn. Rồi, nước cà phê đúng không ạ? Vâng, cà phê của anh đây. Rồi, yeah. Ôi, cái cậu này cậu vẫn cứ đứng đây à? Ai, cậu không ra làm đi mà cậu cứ đứng đây. Eo ơi, cậu đấy chỉ đứng đây để tí lấy thịt thôi các bạn ơi. Rồi, may quá. Ê, của hàng đây, của ông đây ạ. Rồi, ok, đã xong. Hamburger chứa rất nhiều thịt. Ok, rất ngon và sợ béo. Rồi, ok. Hamburger này là không cần thịt nè các bạn ơi. Rồi, nước. Mình sẽ rót nước sẵn ra đây. Để nếu mà khách vào, khách cần cái đông quá thì mình sẽ đưa cho khách luôn. Hamburger. Rồi, ok. Cà phê của khách hàng đây ạ. À. Wow, cô đấy còn thả tim cho mình nữa cơ các bạn ơi. Rồi nhá. Một gói nè. Ui, cái cậu kia, suốt ngày cậu lại còn buồn ngủ nữa cơ. Cậu ngủ suốt ngày rồi còn gì nữa nhờ. Chán quá, làm ăn như thế này là chết nhà người ta rồi còn gì nữa. Rồi, ok.
Bán nè cho sang đây, bán này cho sang đây, gói này cho sang đây cho cậu này. Ok nè, thời gian quá lâu bây giờ ấy, khách hàng đang từ 5 sao trở thành còn có 3 sao thôi nên nè. Rồi ok, bye bye, bye bye. Yeah, còn một vị khách nữa thôi các bạn ơi. À, vị khách này cần nước. Wow, mình có thể đưa nước luôn. Yeah, mình vẫn còn thừa tận 43 giây rồi các bạn ơi. Yeah, các bạn ơi, không ngờ ấy, ngày đầu tiên mở hàng của Hà Sam ấy mà đã đông khách đến như vậy. Hà Sam ấy luôn tay luôn chân làm ấy như siêu nhân luôn, như người nhện luôn các bạn ạ. Thế nhưng mà rất may là đã có một cậu nhân viên mới đến giúp cho Hà Sam. Cậu đấy chỉ làm vỡ một chồng bát gọi là cao ngút ngàn của Hà Sam thôi ấy, chứ còn ngoài ra ấy, cậu đấy làm cháy mấy đồ ăn thôi mà còn không làm gì nữa cả. Và video của Hà Sam